nhớ trong trolling nên trolling cho tôi nữa để cô sẽ tên nó lúc kem dưỡng lại bắt hai lần nhắn lại thì kem dưỡng xí đua nó nhỏ lúc kem dưỡng này của nhớ hai lần nhắn lại trong này sẽ có công dụng nó nhỏ ở đây có cái công dụng là dưỡng ẩm da này, dưỡng trắng da, giúp làm mờ đốm nâu này, vết thâm nâu, tàn nhang, giúp da mềm mịn này, điều màu giảm nhăn này, giúp săn chắc cho da đó, rồi xe kít lỗ chân lông. Sau đấy là chống nắng, cái này cũng có cái tác dụng chống nắng. Và rất là nhiều người hỏi xa là thế khi sử dụng cái lọ này khi mà mình là dân tộc Mông ấy thì sử dụng là trắng một hồi, sau đấy là mình thường thường là mình hay lên nương lên rẫy, là cái trường hợp mà sợ lại tác dụng ngược lại phản ánh nắng đó. Mọi người an tâm, cái này là có cái tác dụng chống nắng cho mọi người luôn đó. Mọi người bôi không chỉ trắng mà có thể giúp mọi người chống nắng luôn đó. Đấy là Sa nói về một phần của chống nắng. Sau đấy là giúp ngăn ngừa lão hóa da. Khi mà các bạn bôi cái lọ kem dưỡng da này, đó đã cung cấp một độ ẩm rất là tốt cho da của mình, làm cho da của mình rất là săn chắc, trắng. Và thật sự là cái này là cái kem dưỡng một có một không hai luôn, không hai luôn đó. Mình nói nhiều một chút nên hơi lộn một chút, nên là mọi người thông cảm một chút. Cái này là khi mà mình dưỡng da ấy, không chỉ cung cấp cái độ ẩm cho cái da của mình mà còn giúp da của mình rất là trắng. Đặc biệt ở đây là Sa thấy rất là hay ở chỗ là nó có thể thay cho các bạn một lớp kem nền. Khi mà các bạn bôi lên là da của các bạn đã bật lên một tông. Nếu mà ai đã sử dụng cái lọ dưỡng này đó, đó mọi người thấy là nếu mà bôi là da của mình rất là trắng. Nhưng mà mọi người cũng đừng có lạm dụng quá, bởi vì đây cũng chỉ làm kem dưỡng da thôi. Khi mà các bạn bôi lên là đã có một cái lớp trắng cho mình rồi. Nhưng mà trắng ở đây là phải trắng từ từ lên. Các bạn không được lạm dụng là khi mà thấy trắng quá là cứ phải bôi, vẫn chưa thấy da của mình trắng là mình cứ phải bôi nhiều. Không, các bạn chỉ được bôi một cái liều lượng đầy đủ, vừa đủ với cái da của mình. Đó, đây là cái kem dưỡng da. Đây, mình sẽ móc kem cho mọi người xem luôn. Đây là rất là thơm, mùi đào rất là dịu nhẹ luôn đó. Và cũng rất là nhiều người hỏi Sa là thế cái kem dưỡng xí đùa đây nè đó, thế là kem dưỡng này là bao nhiêu tiền một lọ? Thì trên cái video này là em cũng nói giá luôn, là hiện tại là giá niêm yết của công ty là 250k một lọ kem dưỡng này nhá. Còn cái kem dưỡng này là tùy theo cái liều lượng người sử dụng ấy. Có những người mà sử dụng nhiều hơn một chút thì nó chỉ được trong vòng 2 tháng. Còn những người mà sử dụng vừa vừa đủ thôi ấy, mọi người, đó sẽ sử dụng được 3 tháng. Vì một lọ này là Sa thấy là dùng rất là lâu. Bản thân Sa cũng là người sử dụng. Nói chung là bán cái gì á, mình phải là người sử dụng đầu tiên. Khách hàng mới tin tưởng cái làn da của mình như thế nào thì mình mới có niềm tin vào cái dòng sản phẩm này để mình bán. Đó, để cho khách hàng sử dụng. Cái lọ này là các bạn để ý là rất là sâu. Nhìn cái lọ ở trong này lõi như thế này, nhưng mà lõi ở trong này nó sâu đến tận đáy này cơ, nên là sử dụng được rất là lâu. Vậy đó, qua trên là mình đã giới thiệu sơ qua về cái sản phẩm kem dưỡng da xí đụa của công ty Hơ Mông 4S. Đó, bạn nào có thể được thì các bạn có thể mua một lọ này về dưỡng. Thật sự là Sa khi mà Sa dưỡng ấy, làn da của Sa rất là trắng đẹp. Ai cũng hỏi là Sa đang dùng cái gì đó, hiện tại là Sa dùng cái kem dưỡng này nhá.